Chào mừng đến với căn cứ ăn game 001 của tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro, ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Đây rồi, há cảo nhân hải sản. Hôm nay tôi sẽ hấp há cảo bằng chiếc nồi cơm điện này. Trước khi bước vào bước chế biến, đừng quên rửa tay nha. Đảm bảo vệ sinh mùa dịch là quan trọng nhất. Cắm nồi lên đun nước cho sôi. Nước sôi rồi, cũng nhanh phết, cho há cảo vào hấp lại thôi. Há cảo này có cho luôn nước chấm, nhưng thôi bỏ đi. Ăn với nước tinh nhật của tôi ngon hơn. Bỏ hết vô hấp nè. Chừng 6-7 phút là ngon. Tiếp tục chờ thôi. Mở ra kiểm tra chút nè. Mềm rồi, nhưng thôi, thêm một chút nữa đi. Cho nhân bên trong nó được hâm nóng thêm. Để tôi kể mọi người nghe. Hồi đó tôi ở trong đội chống của trường á. Tới giờ vẫn còn nhớ vài bài à nha. Như là chống chào cờ nè, chống chào mừng, như nào nhỉ? Hình như không đúng lắm. Thôi dẹp đi. Hát cảo sẵn sàng rồi, ăn thôi. Rút dây điện trước đã. Trước khi ăn lại rửa tay thêm cái nữa cho vệ sinh nha. Đây, xin giới thiệu nước tinh nhật nhà tôi. Thêm một miếng ớt bột, ăn bao ngon nha. Nhào vô nè. Nóng hổi luôn á. Nhân hải sản nè, vị tôm là rõ nhất. Ngon quá he. Nóng hổi luôn nha, nhớ vừa ăn vừa thổi nhé. Siêu ngon luôn. Loại này tôi mua từ giấy ra siêu thị thôi. Nhưng hên quá, ngon thiệt. Lớp bột da mềm trắng trẻo, nhân hải sản mập ướt, chấm cùng nước tương xịn. 10 điểm 10 điểm. Mà lên. Hàm ăn quá, xém phỏng miệng he he. Nóng lắm đó. Anh cẩn thận phỏng nha. Giữa đêm mà có được cái há cảo nóng hổi vậy, ai chịu nổi ha ha. Cây này 10 cái à, tụi ăn dư sức. Ăn ít thì nhớ rủ thêm đồng minh cùng ăn nha. Rồi, chào mừng đến với căn cứ ăn đêm 01 của tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hi bro, ngồi đây chờ lâu lắm đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Đây rồi, pizza thập cẩm thịt. Yay! Hôm nay tôi sẽ ăn chiếc pizza thập cẩm thịt của hãng Pizza Mania. Chiếc này size vừa nhỏ nhỏ xinh xinh nên ăn một mình cũng hết. Thiệt ra là chưa ăn loại này lần nào nên hôm nay mình dạng test thử. Tôi sẽ làm lại bằng chảo nha. Nếu nhà bạn có lò vi sóng thì bỏ vô cho lẹ. Nhà tôi cũng có lò vi sóng, nhưng mà tôi không đinh nó lên căn cứ ăn đêm được nên thôi. Bỏ bánh vô. Nhìn sơ sơ thấy có phô mai ngập tràn, ớt chuông, nhạt chấm bông, mây ba cần gì đó nè. Nhìn chưa có đã lắm á. Hay tôi bỏ thêm phô mai mozzarella vô ăn cho sướng. Đã mua thủ sẵn cho một bịch phô mai luôn rồi nè. Bạn nào theo dõi tiểu ăn dụng từ lâu chắc biết tôi thích ăn phô mai nhất luôn đúng không? Thích lắm. Chỉ cần ngập tràn phô mai là tôi đã thấy vui trong lòng rồi. Xong rồi. Xíu nữa đợi phô mai mềm một chút, tôi sẽ rải thêm xúc xích cho hấp dẫn. Giờ để nắp lại, chờ hâm bánh một xíu là ăn. Xong. Hấp dẫn không? Nhìn là thấy đẳng cấp nhà hàng rồi ha ha. Đợi tôi xíu để ra dĩa cho mọi người xem cận cảnh. Hấp dẫn không? Cắt nó ra thành 6 miếng. Nhìn kìa, lớp phô mai xíu dày luôn á. Ăn pizza thì không thể thiếu Pepsi. Giải khát trước đã. Cũng ly. Xịt phải đường tương ớt cơ bản nữa nè. Hai cái chai tương ớt nhà tôi sắp cạn kiệt. Mọi người thông cảm nha. Ta-da. Rồi ăn luôn nè. Phô mai ngập răng. Hơi nóng một xíu. Ngon muốn xỉu luôn á. Phô mai dai mềm, xúc xích dai giòn. Vị pizza vừa miệng, đỉnh lắm luôn. Thật sự là hết từ ngữ để miêu tả sự đỉnh cao rồi. Để tôi kể mọi người nghe nha. Không phải lúc nào tôi cũng ăn chúng món ngon thôi đâu. Có nhiều lúc tôi ăn chúng miếng món kỳ lắm. Để hôm nào tôi chia sẻ với mọi người miếng món đó nha. Nhưng thiệt may là món pizza hôm nay đạt điểm 10. Tôi hay mua đồ về ăn, xong mix các thứ theo sở thích vậy nè. Mọi người nếu thích thì cứ làm theo tôi nha, đảm bảo ngon. Ăn fast food là phải có nước ngọt, nhất định đó nha. Tôi ăn xong rồi, hẹn gặp mọi người bữa sau tại căn cứ ăn đêm 001 nha. Đừng quên like và subscribe Mật Ngọt TV nhé.